Xin chào quý anh chị và các bạn đang xem kênh YouTube Hoàng Nguyên. Hôm nay tôi đang ở nhà thờ tổ họ Nguyễn ở chỗ xã Giao Yến, Giao Thủy, Nam Định. Hôm nay tôi quay cái video này. Đây là cái công trình mà Nhung Đúc Hoàng Nguyễn đã tư vấn thiết kế, nó bao gồm các cái bông gió xung quanh nhà thờ tổ và có một bộ cổng chính, hai bộ cổng phụ. Tôi quay review qua anh chị các bạn xem nhé. Hôm nay Nhung Đúc Hoàng Nguyễn thì nhận rất nhiều công trình về nhà thờ, đền, chùa, nhận rất là nhiều. Anh chị các bạn mà quan tâm thì có thể thăm đền ông Hoàng Bảnh ở Lào Cai hay là ở Nguyễn ở Giao Yến, cũng làm rất là nhiều công trình nữa. Tôi kể qua vài công trình tiêu biểu. Anh chị em là trai là dâu của họ về nhà anh Minh, một phòng chúng ta hai bộ phòng chuẩn bị hậu cần để đón tiếp các quý khách và con cháu mình cách chú đáo nhất. Đây là bộ cổng sông Đồng này. Đây là bộ cổng sông Đồng Vĩnh Ninh. Báo cáo các quý vị đại biểu, các ông bà, trai dâu gái họ trong đồng hồ. Trên là con rồng. Điều đầu tiên là con rồng. Đây là hoa dây của buổi đêm nay là thời tiết hết sức tuyệt vời. Đã ủng hộ. Bộ sông Đồng này là con cháu đã có sự cố gắng rất cao để cho mọi công việc chúng ta và được sự ủng hộ rất cao của đảng chính quyền và các quý vị đại biểu. Xong rồi rất sắc đẹp nha. Và tiếp đón tổ chức buổi đêm nay chắc chắn có những phần chưa chú đáo, vì đây là những việc không thường xuyên, cho nên anh em tôi thay mặt cho cả họ. Đây là bộ cổng chính anh chị các bạn này. Lúc bằng công nghệ robot chân không thì là rất là sắc nét. Như mọi cái sản phẩm khác của Nhung Đúc Hoàng Nguyễn thì đều có tem và mã QR anh chị các bạn nhé. Anh chị các bạn mà gần chỗ nhà thờ họ Nguyễn ở Giao Yến thì anh chị các bạn có thể đến để tham quan xem cái sản phẩm bên Nhung Đúc Hoàng Nguyễn. Xin báo cáo với các ông và các anh là trai dâu trong tổ họ như này, hôm nay được sự rất là trân trọng các quý vị đại biểu về rất là công phu. Do vậy việc tiếp đón các anh chị các bạn mà có nhu cầu có rất cần thiết quan tâm đến sản phẩm cổng Nhung Đúc Hoàng Nguyễn thì các bạn có thể gọi điện cho tôi theo số điện thoại là 0987 863 600 để được tư vấn. Xin chân thành cảm ơn quý chị các bạn đã theo dõi cho hết cái video này. Trước và chúng ta sẽ dự thụ đọc sau. Xin kính mời các trai họ và nhất là các cháu thanh niên sẽ cố gắng dành thời gian để thụ đọc sau.